Rồi, xin chào anh em, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại em nha, 0334 nè 830843, hoặc là kết nối Zalo. Xem video thì bấm vô chế độ HD xem nha anh em. Mình chọn chế độ HD để xem cho nó rõ nét nè. Rõ nét món hàng mình cần mua. Rồi cập nhật cái mấy món nào mua bán em cập nhật ở dưới cái tiêu đề của cái video. Anh em xem trên điện thoại thì bấm vô cái tiêu đề. Muốn nhấn vào chỗ tiêu chỗ cái chữ tiêu đề á là anh em sẽ thấy cái phần cập nhật mấy cái món hàng đã bán. Rồi hôm nay là cái video 37. Đầu tiên là cây vít. Cái tua vít tự động đây, automatic nè, và sale 1500, 240 ly, đó là kích thước của nó đây, chiều dài của nó nha. Tôi có tự động đảo chiều cũng được luôn, nó đi kèm cái bộ mũi nha anh em. Ở đây nó đi kèm cái bộ mũi là bảy mũi, hai bốn cái mũi đen, ba cái mũi trắng ha. Đây, nó đi kèm theo cây này nè. Hàng ở Nhật về nó y vậy nha anh em. Em không có bỏ vô thêm hay là lấy bớt gì. Em bảo nó xài thôi, nó bỏ vô y vậy. Hai cây ba ke ha. Đầu BH1 và BH2. Đây có dập chữ và sale luôn nè. Trên cái thân của cái mũi vít. Rồi với một cây mũi nhọn ha. Một cây vít dẹp. Đây tùy cây nó có dập chữ nha anh em. Nè, ví dụ như cây dẹt này không có. Cây dẹt này cũng không có ha. Đó, mình gắn thử mũi vô ha. Đây là cái mũi để soi lỗ ha. Hai cái mũi soi lỗ nè. Rồi hai mũi vít dẹt. Hai mũi ba ke. Một mũi nhọn ha. Để cắt nó vô ha. Là 7 mũi, 2 4 6 7 mũi. Rồi ok. Đây. Tự động nó quay rất là nhẹ. Im. Cái này còn rất là đẹp đó nè. Này tương đối rất là đẹp luôn. Chữ còn in còn nguyên luôn. Ok, cái tua vít resale này mã là 3701 ha, 300 ngàn. Rồi tiếp theo một con dao. Đây. Con dao cán gỗ ha. Dao cán gỗ, cái khoen bằng đồng này ha. Đây. Lưỡi còn bén lắm anh em. Xài rồi nha, còn lưỡi còn bén. Lưỡi nó đang dùng nên rất là bén. Đó. Kích thước con dao này là 20 cm, nó gấp gọn lại là 11 cm nha anh em. Rồi con dao này có mã dao
Dao cán gỗ có mã là 3702, 200.000 nha anh em. Rồi tiếp theo cái mình có về một cái cạo mặt sên. Đây. Cạo mặt sên xe máy ha. Cái này anh em chắc cũng biết xài ha. Nó đúc bằng thép ha, rất là dày luôn. Nặng tay. Full titan ha. Thương hiệu của nó đó. Đây là tiếng Nhật nè. Nó đúc dọc tiếng Nhật luôn. Đây. Cái đầu mũi còn rất là ok. Đầu mũi còn ok lắm. Chưa có dùng nhiều. Quay êm luôn ha. Cái này là cạo cạo mắt sên ha. Đây, anh em để dây sên vô ngang cái mình khóa lại bằng cái này nè. Siết vô. Rồi dây sên nó cố định rồi đó. Bắt đầu quay cái này. Nó sẽ đẩy cái ti này, đẩy cái cốt của cái mắt sên ra. Bắn ra. Bắn cái cốt quăng ra luôn ha. Rất là lực luôn. Rồi bắn ra cái cốt rồi là nó đứt cụm dây sên ra. Đây kích thước 14 nhân 19 ha. Rồi cái cả mắt sên này có mã là 3703 400.000. Rồi tiếp theo một cây của thớt là ban ha. Cái cây này là mở, nó mở đá. Đây còn đẹp. Đầu còn nguyên hết ha. Nó chuyên mở đá của cái máy cắt cầm tay á nha anh em, hoặc là máy cắt đĩa, máy cắt bàn á, nó xài đá mà xiết vô bằng cái đĩa là dùng cái này để mở nè, có thể mở đá lớn hoặc đá nhỏ nè, điều chỉnh ra vô của tớp ha, và bàn. Đây kích thước nè, 19 cm. Ok, cái dụng cụ mở đá này có mã là 3704 250 nha. Rồi tiếp theo về một cây cà lê đa năng ha. Của tớp nè. Cà lê đa năng 300 mm. Đây. Đó nó dài 300 nè, 30 cm á. Đây mở rất là to luôn. Xếp theo chiều này ha. Nó như cái kìm nước vậy, à, cái mỏ lết nước vậy. Xếp đầu tròn cũng được luôn. Đây cái kìm này, cái cà lê này nó mở được 40 ha. Mở được ống 40 nha. Đây nó kẹp được ống sắt 40 ha. Ống tròn. Ở đây cái cây này nó đã sử dụng rồi ha. Nè. Đã qua sử dụng rồi ha. Đây răng này đã sử dụng rồi nè. Cây này đã sử dụng nha nè. Rồi nó kẹp nhỏ nhất là 20 ha. Đây. 20 ly ha. Lớn là được 40 mấy, 41 ha, 20 đến 41. Ok. Cờ lê đa năng của top có mã là 3705 300 ngàn. Rồi tiếp theo một cái đầu chia hơi ra làm đôi ha. Đầu chia hơi ra hai, chia hơi từ một ra hai nè ha. Hàng này nội địa Nhật nha anh em, tháo trong máy hơi máy nén khí của Nhật á, rất là chất luôn. Hai đầu của nó là đầu tự động. Đây đầu tự động á, anh em nhét vô là vô, khỏi cần phải vừa nhét vừa 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 bật cái này nữa.
cứ cầm đuôi chuột nhét vô là vô. Rồi búng ra bật cái nó bay ra. Nó búng ra ha. Đặc biệt cái đầu này nó xoay được 180 độ luôn nè. Đó. Nó gập lại được luôn nè. Rất là đa năng luôn. Nó linh hoạt ha anh em. Đó mình nói dây vô dây cái mình xài cái gọng dây mình nó có sự gấp. Mình kéo kéo hướng nào cũng được. Nói dây ra nè, cái mình kéo nó di chuyển theo hướng mình. Mà chia đôi nữa. Này nó mạ trắng ha, mạ rơm ha, nó sáng. Ok, cái đầu chia hơi này có mã là 3706 ha. Giá 350. Rồi ok, mình về một cây cây thước ok cây cân treo. Cân treo của Remini nha. Đây mắt yêu nè Remini nè. Thương hiệu này là đây thương hiệu của nó nè. Mình không rành đọc ha. Nó chia ra hai dãy số nha, kilo và lb ha. Lb là cái dãy cân trọng lượng của bên châu Mỹ ha, của Tây nó cân ha, lb nè. Còn đây kilo, kilo là châu Á mình xài ha. Cân được 50 kg anh em, đây 0 đến 50 kg, cái dãy nhỏ nhất là nửa ký. Nửa ký là nó ấn định bằng cái dấu chấm ha, nó một vạch là 1 kg và có một cái dấu chấm ở giữa hai cái vạch là nửa ký 500 gram ha, là nhỏ nhất là 500 gram, cân được 50 kg. Cái cân này là còn mới, nó chưa sử dụng nha anh em, tại vì nó lưu kho nên nó hơi bụi và nó bị vận chuyển về nó chày nè, chạy tí nè, rất là đẹp luôn. Này cho anh em về sưu tầm là chính ha, treo lên chỗ đồ nghề mình nó rất là đẹp luôn. Này đất sản xuất nha, này mấy này nè. Này ra đẹp. Này đồng bộ thân nó là bằng sắt ha. Lò xo còn sáng luôn nè. Ok, cái cân treo có kích thước là đây, cái thân của cân nó kích thước tầm 20 cm ha. Phải ngang nè. 5 cm. Ok, cái cân treo này có mã là 3707, 550 nha. Rồi, tiếp theo một cây cắt ống đồng SK11 nha anh em. Này nó có cái cây giò ống này. Cây lưỡi còn mới luôn ha. Lưỡi này chưa sử dụng nhiều nha anh em. Có thể là đã xài lướt nhưng chưa sử dụng nhiều nha. Đây. Như mới ha. Nó cắt được ống từ 3 đến 32 mm. 3 đến 32 mm ha. Đây còn cái lưỡi sơ cua luôn nha. Đây. Đây tổng cộng là 2 lưỡi ha. Mua một mà được 2 lưỡi luôn ha. Đó để anh em thay thế. Đây bằng nhôm nha anh em, nó rất là chắc chắn. Nhôm luôn ha. Ăn bằng nhôm. Ok, cắt ống đồng SK có mã là 3708 ha. 250 ngàn. Rồi một cây cắt ống đồng nữa. Cắt ống đồng này của Lobster ha. Lobster Japan ha.
Ở đây thì chỉ có một lưỡi thôi nha. Cái lưỡi này là cái lưỡi sơ cua mình lấy xuống á. Cái lưỡi zin của nó, ở cái lưỡi đầu tiên của nó, lưỡi số 1 ha. Còn nó đã bị mẻ rồi mình vứt rồi. Hai cái lưỡi sơ cua này vô. Đây. Vậy là cây này có một lưỡi ha. Đây là con dao để giò ống. Rất đẹp. Thân bằng nhôm rất là chắc chắn nặng luôn ha. Cây này cây tự động nha nè. Nó cắt ống lớn nên nó đây. Nên nó làm tự động để xuống nhanh đó. Chứ mình ống lớn mình quay nó lâu đây. Ví dụ như vô ống rồi cái mình xếp bằng này nè. Đó. Xếp để cắt á. Cái thằng này nó cắt được ống ống lớn hơn cái thằng này. Ống này 32 thì cái ống này như là cắt được ống 41 cho anh em. Cái thằng này cắt được ống 41 nha. Thằng lớn này là tờ này cắt được ống 41 nha anh em, từ 3 mm đến ống 41 ha. Rồi ok. Cái cắt ống đồng lớp tờ có mã 3709 300 ngàn. Rồi cuối cùng là cái cây kìm ha. Cái kìm này nó chuyên dụng bên làm đồ da ha. Đây. Daichiku. Daichiku, kìm này có thương hiệu là Daichiku của Japan ha. Đây. À, răng nó còn nguyên ha. À, nó xài ở đây một tí nè. Méo nè. Nó ngậm cái gì vậy? Ở đây nó có cắt cắt kẽm nữa nè. Có cái lưỡi cắt kẽm nè anh em. Này nó ngậm cái hàm này nó làm chuyên dụng để ngậm cái gì đó. Mình anh em trong nghề thì sẽ biết ha. Nên nó rất là đặc biệt chứ không phải như cái kìm điện bình thường mình ha. Đây. Rồi, ok, cái kìm này có kích thước là 20 7. Ok, cái kìm đặc biệt này là có mã 3710 200 ngàn anh em. Rồi, ok, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ nha. Hẹn gặp lại anh em trong cái video clip tiếp theo.